Vâng, em chào các bác. Đây là con Fixer 5450T mà bác khách đã đặt khoảng gần một tháng thì em mới về. Thì bác có điện thoại và đặt hàng bên em thì em lên trang bay và tìm được con và gửi hình cho bác trên hình trang bay người ta bên nước Mỹ họ post đó các bác, họ post lên đấy. Và tới nay em nó đã về cũng gần tròn một tháng. Với vẻ đẹp thì có ấy rồi. Con này thì gọi là đẹp nhất Việt Nam thời điểm hiện tại luôn, kể cả những con thùng xốp chưa chắc gì nha. Bộ gỗ zin chuẩn 450T nha quá. Đây là phần nóc này, phần tản nhiệt này. Giá bên em mà đang giao là 19 triệu nha các bác. 19 triệu 450T. 320 PA. Chạy sò Motorola. Đây các bác, coi cùng xem bộ nấm nút này. Đấy. Gần một tháng em nó mới về được nha các bác. Tại vì về ra sân bay Nội Bài rồi kia họ giữ cả tuần nên nó chậm tiến trình cho bác. Đấy. Rồi hàng nhiều vậy đó các bác. Đây các bác thấy này, ngắt ngay nha. Đây là vỏ zin 450T mà bằng chuẩn nha các bác. Khó mà tìm được con như thế này nha. Nói chung con này con bắt đặt về. Bên em hiện tại là còn 800T thôi nha các bác. Đây các bác thấy độ mới chưa? Nhìn con ốc, bộ ốc mà tràm lon này các bác. Ngắt ngay luôn nha. Tem cờ còn nguyên và độ mới như lưu kho luôn. Đây con nhìn cái phần anten này. Que để bác chủ xem và tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 450T đẹp nhất Việt Nam. Rồi thì sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong nha. Phía dưới này các bác. Rồi sau đây em sẽ thao tác mở vỏ ra. Vâng, em mời các bác cùng xem vẻ đẹp con 450T. Đây các bác, sexy này, mức tròn, tem cờ nguyên. Trên những con tụ là còn những cái tem các bác có thể. Đây là những bốn con sò mô tô là và cảm biến nhiệt. Đây là bo bo bông này các bác, bo bông này. Đấy, bo mặt bông này, 450T. Mới ngất ngày nha. Tụ vàng nha các bác, tụ vàng dòng này có tụ vàng, tụ xanh, tụ trắng, tụ hồng, nó cùng một chỉ số nha các bác. Đây bốn con mô tô là số 7 nha, quá mới nha các bác. Con này là đỉnh điểm á, đẹp nhất từ trước tới giờ. Vàng ươm này các bác có thấy này, cái phần trên nó vàng ươm luôn. Đây em mời các bác cùng cảm nhận cái vị đẹp này từ những cái chiếc áp này. Đấy. Chiếc áp đặc trưng của dòng Fixer là bằng thiết nha các bác, nó không bị rỉ nha. Đó là giờ sử dụng con linh kiện cao cấp nha, hay là con sò nguồn hay là con mát gì đây này, hay là tăng phô đấy. Hay là phần nguồn hai tụ chính và hai tụ phụ vàng và trên cũng vàng luôn, bò rất đẹp nha các bác. Các bác thấy bò đài này mới khiếp không. Đấy, nói chung là quá mới, con này thì tìm đối thủ rất là khó nha, tìm đối thủ so về độ mới kể cả những con thùng xốp bữa mấy nhiều chỗ đang trên mạng chưa chắc cho bạn em này đâu, sợ không bằng luôn. Các bạn có thể xem video này và xem những sản phẩm khác, đây là vô gỗ tuyệt vời luôn nha. Chiều nay em cũng đóng hàng lên đường cho bác luôn, bác chờ rất là lâu rồi, gần cả tháng.